Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh XLS Gamer. Hôm nay mình sẽ chơi những tựa game trên đây nha. Welcome my friend đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi những tựa game trên đây nha. Tiếp tục thôi, vòng tiếp theo nha. Gặp gian nờ được, chúng ta lần cấp nha, sẵn sàng, let's go. Được chưa nào, đội quân của chúng ta. Đội địch đã về rồi. Bọn chúng tấn công mình. Được nào. Ok, có đi right. Right hả? Có đi right. Go, được. Hãy
Rồi chúng ta đi nha. Này chúng ta bán thế nào nhỉ? Chiến thắng rồi. Và chúng ta đến với những nhiệm vụ nào. Chúng ta sẵn sàng. Tiến lên nào. Ôi, bên đội họ không có người ra. Ôi, chỉ có mấy ông già thôi.
chúng ta đã chiến thắng. Victory, đã xong nhiệm vụ nha. Và chúng ta đến với Sato sống vô tận 93, let's go. Chúng ta sẵn sàng nào. Attack. Ôi, một đội quân chiến binh của ta. Chúng ta chỉ ở nhà thôi, chúng ta không tấn công nữa. Để xem là chúng ta có bị áp đảo và bị thua không. Ok, và chúng ta chỉ ở nhà đây thôi. Quân của chúng ta sẽ dàn hết về sau nha. Ok, đội Zumbi này chiến đấu với nhau nha. Chiến thắng nha. Và chúng ta sang đến với tựa game tiếp theo là Stickman. Ok, let's go. Chúng ta mở chat.
Ok, và chúng ta đến với tựa game tiếp theo nha. Ok, let's go. Nếu mà các bạn thấy mình chơi vui, chơi hay, hãy like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you so much, thank you my friend, subscribe channel. Chúng ta tiếp tục.
và chúng ta đến với tựa game tiếp theo nha. Chúng ta đến battle, speed battle nha. Ok, let's go. Chúng ta tiếp tục nào. Đội quân của chúng ta quá là mạnh luôn. Và chúng ta đến tựa game tiếp theo nha. Tựa game này là tựa game Stickman Army. Ok, chúng ta sẽ phong thủ rồi. Chiến đấu luôn. Haha, chúng ta đã chiến thắng. Và chúng ta tiếp tục. Cho quân này lên trước nha. Chúng ta phải ám sát. Ta chiến lên, chiến lên nào. Chúng ta đã chiến thắng nha. Ok, và bây giờ chúng ta đến Stick Spider.
Tựa game này cũng khá là vui và hay nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy chơi vui, thấy mình chơi vui thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta đến. Toàn vật phẩm VIP rồi. Mình thử mở mấy cái trang bị này xem. Mình thử cái gậy tôn có không nha. Let's go. Gậy tôn có không. Hắn cũng có cái gậy tôn có không các bạn ơi. Chúng ta tiếp tục gọi tốt nữa không. Quá là ok luôn. Và chúng ta mở khóa nhân vật này nha. Chúng ta thử chúng ta thử với lại ở đây phi rao của Rocker. Quá là ok luôn. Hắn có gọi tôi không kìa. Qua đây, hắn đã bị lừa, hắn đã đi vào Tinazea rồi. Ok, và chúng ta đến Stickman Army tiếp tục nha. Tự game này cũng khá là vui và hay nha các bạn. Chúng ta tiếp. Chúng ta đánh chiếm nơi này. Level 4 thì ta bơm dầu. Đúng không nào? Chúng ta rút quân vào. Chúng ta sẽ bảo vệ nhà nha. Bọn chúng ở trên đây này có rất là nhiều nha. Đội quân của chúng ta. Yeah.
ta chờ bảy bảy người này ra nha. Đội quân của chúng ta là như nào? Không thể nào nạt đổ được. Chúng ta phải mạnh hơn một chút nữa. Cái tựa game mình đã chơi, nếu mà các bạn thấy hay hãy like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời lượng đến nay là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye.